làm gì ra hay chưa? Không, cái trống á, lấy cái trống á, vừa làm đang đi trống đó, giờ cái lên. Má mấy cái này thay rồi đúng không? Cái này đắp mới một, đó tại nó dây dây đến. Lấy được này á. Không, không có cái. Được này. Lấy cái dao, một cái dao. Chị vừa làm lên kìa đó, giờ đó. Cái vừa đi để sóc nó xuống, cán lắm, sóc xuống trong đá ngoài mới được sóc. Cái này dao đây không chạy ra cái hộp ngoài này đúng không? Có thể đáng mới đưa, chịu sắp đáng lên. Ở cái bí trước á. Khởi rớt mày á. Rung rung rưới nha. Chịu chịu sắp đáng lên. Rớt ra đỏ từ 10 mày, chứ từ 7 mày 8 mày chứ. Bí rồi. Ngoài này 12 mét. Cắm cái điện này. Cắm cái điện này. Cắm cái cắm nhé. Cắm cái cắm cái cắm nhé. Cắm nhé. Cắm cái cắm. Ừ. Mỡ mà. Đúng rồi. Do mồm mình yếu. Cái muốn mạnh nha, lắp thêm cái mồm tăng áp ở trên đó. Đúng rồi. Che mưa che nắng lại. Từ đồng bớt từ đồng mình bởi đã từ đến nhà tại. Anh mua cái máy nó đừng có to quá. Thế nữa thôi. Người trưởng tư. Ừ. Thật. Cái thằng sát bên nó làm ở chỗ nhà, chỗ kho, chỗ xưởng kho sơn đó, vừa được có lấy hàng của mình không? Có. À, đúng, làm đó là được. Okay. Anh lấy cho tôi cái bị bóng này, tôi được mấy cái tóc này, cái bị bóng, nút tay.
khó chịu lắm. Để tắt tắt khỏi chịu. Cắt một phần do tóc tai nữa. Này có chút xi măng trắng chất cái đó lại luôn. Có à, chúng có là để lên cái à, sáng mai chất sớm này, đừng ấy, không để ăn trưa là mình dùng vừa đi để chết là tắm rồi. Cắm rồi dùng cây cổ chỉ khác này. Cắm cái cổ khác này nó hay. Đúng đấy, cắm vào cắm nhé. Rồi.
Yeah.